Chào mọi người nha. Lâu rồi mình cũng không có đi vô thăm rẫy. Ngày nay mình đi mua mình thăm rẫy xem mấy mít rồi mấy cái cây mình trồng bữa giờ sao rồi nè mọi người. Đây. Mít cũng có trái nhưng mà bữa giờ mình bận đi cạo mủ đó mọi người. Không có thời gian vô chăm, không có bỏ phân được á. Nhìn trái nó cũng không được đẹp lắm ha. Ở trong đây thì mình chủ yếu là trồng mít với lại điều, mấy cây điều, nói chung là thập cẩm luôn mọi người. Để mình quay cho mọi người xem ha. Thì mít có bé tí gì thôi mà trái trái quá trời. Trước kia cũng vậy. Cây xài này thì mình cũng chưa có làm trái nữa mọi người, tại vì mình trồng để mình ăn thôi chứ mình không có bán buôn, cho nên là mình cũng không có tưới gốc hay là bỏ kích thích ra bông ra hoa gì mọi người. Cái số trái mít thì cũng sắp chín rồi đó mọi người. Đó. Trái thì cũng không được to nhưng mà ăn rất ngon. Mì là cái này là mì gòn mọi người. Trồng ở cái thời điểm dịch Covid năm 2021 đó mọi người. Đó, mình cũng nhổ ăn quá trời thì cho bà con một ít nữa, nhưng mà giờ mình phá nó riết nó lên lại quá trời này. Vừa rồi thì mình cũng vô tiện bớt thôi. Chưa lại mỗi cây khoảng 1 đến 2 trái thôi mọi người. Cây nó cũng không được to mọi người xem. Tàn nó chút xíu này. Cái đằng trước kia thì lô cao su của người ta nha. Cái này cũng sắp được ăn rồi. Khá là nặng luôn. Bên này cũng vậy. Bây giờ mình cũng chưa có thời gian vô tỉa cái loại với bỏ phân á. Giống như trái này thì hư rồi. Chăm cũng như vậy mà dùng. Không có sử dụng được ha. Để là khoảng 1-2 trái thôi. Cái này thì chắc cú là được rồi, 5-6 kg một trái thôi. Hôm nay thì mình có trồng một ít thơm nữa nha mọi người, nhưng mà mùa này thì thơm cũng hết trái. Thời điểm nó ra trái mình có quay mọi người xem trước cái video trước của mình đó mọi người. Mình cũng quay cái thái thơm mọi người xem đó. Dòng đây thì mình tính nó cũng còn trống, cũng chưa được cập lắm, cho nên là dự định là sang năm là đổ mưa là mình nhân giống là mình trồng hết thơm luôn cái vườn này luôn mình. Đó, như cái bếp này là 4 trái dài lên mình được đẹp. Hôm nay thì cũng nắng rồi mọi người, 10 giờ trưa rồi. Cây này trái nó ra mà trái nó không có được đạt đâu mọi người. Đó, nằm lúc ở trên cao luôn ha. Cách đây mai gì mình cũng vô mình tỉa lại thôi mọi người ơi. Ở đây thì có trồng hai cái cây bích. Hai cây bích này là khá là tốt luôn, mọi người biết bích gì không? Đó, bích không hạt nhưng mà mình trồng chung với một thời điểm với cái bích mình mới vừa quay cho mọi người xem hồi nãy đó. Mà nó không có trái nữa mọi người. Đó, anh em nào hay là cô chú anh chị nào đã trồng qua cái giống mít rồi không hạt thì mà đã có trái là thu hoạch được ăn rồi mọi người. Mọi người để comment dưới cho mình ha. Đó, cây nó thì đã khá là tốt hơn những cái loại mít kia luôn. Nhưng mà đặc biệt là không có thấy bông mà không thấy trái ở đâu luôn ha mọi người. Phía đằng trước mình đây thì có ông chú gần đây, ông cũng trồng một cái đám bắp. Khá là rộng luôn nha mọi người. Đám bắp thì chắc cũng khoảng tầm 2 hết đó. Thường tôi kêu 2 mẫu đó. Giờ cũng đang thời điểm nó cũng đang trổ xây hồng để trổ cờ rồi nha mọi người. Rộng lắm. Trước thì họ trồng cao su nhưng họ đã cắt bỏ rồi, giờ họ trồng bắp rồi. Mọi người su trồng cái giống cũng không có mũ được nhiều, cho nên họ thuê công làm thì không có đủ, có khi là không đủ trả tiền công đó mọi người, nên là họ cắt bỏ để họ trồng bắp lại.
họ tìm một cái giống mới để họ trồng cho nó đạt mũ hơn ha. Bữa giờ thì mình cũng không có ý tưởng để làm những cái video hay cho mọi người xem, thì mọi người cũng thông cảm. Đó, nhà cũng bề bộn nhiều công việc quá. Cho nên hôm nay mình chỉ đi vô thăm rẫy rồi mình review vòng vòng cho mọi người xem thôi ha. Đó, đây cũng có một vài chuối bên này nè. Đây thì mình có trồng thơm vừa rồi, mình mưa mình cũng vô trồng được vài gốc đây nè mọi người. Đó, để qua năm á rồi nó ra được nhiều con rồi mình lấy con nó mình nhân giống để mình trồng mấy khu trống đây nè, mình trồng hết đám đây luôn. Đó, trồng được mớ đây thôi. Trái nó rất là to luôn nha. Đây có cây dừa sim lùng nè. Vừa rồi mình về miền Tây chơi là được ông bác xui ổng gửi cho mình được hai cây, mình đem về đây mình trồng cho mọi người. Đó. Cây là phía đằng trước kia. Mà đất đây thì nó cũng không có chịu dừa lắm nha. Đây là một cây nhỏ này mọi người. Mình trồng nè. Hai cây dừa này là cây dừa mua đó mọi người. Nó trồng mà không hiểu lý do làm sao mà nó cứ bị bệnh vậy nè. Mọi người ai biết cái này là cái bệnh gì mọi người để comment dưới cho mình nha. Đó, bên kia một cây cũng bị vậy luôn á. Đây được cái cây mít này trái. Mình cắt bỏ khá nhiều luôn và nó lên lại cho mọi người xem. Trái to luôn. Chắc cũng phải tầm nửa tháng, tháng mới dùng, mới ăn được. Bên đây cũng vậy nè. Trái nhiều quá. Chủ yếu trồng là để mình ăn thôi chứ mình không có bán gì nhiều đâu mọi người. Đây có cây ổi. Ai cạp kiểu gì vậy? Già rồi ăn được à. Cây ổi này hồi đó là mình cũng mua á mọi người. Một cây hầu như là 40 ngàn. Mà trồng thì cũng không có kết quả gì hết. Chủ yếu trồng mỗi thứ mỗi cây ăn cho nó cho có để ăn thôi. Cái nào nhiều rồi ai có nhu cầu cần sử dụng thì mình chia lại bớt thôi. Đó, đây cũng thơm trồng tùm lum luôn nè. Tập cập luôn ha. Bạc hà rồi điều rồi cây bưởi. Đó. Đa số là mít nha mọi người. Điều cái này. Tùm lum luôn. Đây có một mớ nghệ nữa nè. Đó, thập cẩm luôn ha. Đó, cây mận này đó nè mọi người. Cây mận này tới mùa nó ra trái rất nhiều luôn nha. Hầu như là sử dụng không hết luôn á. Đó. Tiêu luôn nè. Đó, mọi người thấy đầy đủ thập cẩm luôn. Đó, tiêu trái cũng khá nhiều luôn nha. Mọi người xem nè. Đó. Xoài luôn. Cây xài này là cây xài xài cắt thái nha mọi người. Đó. Hai cây. Bên đây một cây nữa nè. Phía đằng trước đây là cái chòi của ông anh mình ha, anh Tư mình nha. Của cái ông mà làm cái kênh YouTube mà nông dân làm vlog đó mọi người. Đó, ai xem video của mình thì vào đăng ký kênh ủng hộ cho ảnh luôn ha. Ở đây thì mình trồng xài Đài Loan được 4 cây. Nó vô mùa thì trái cũng rất nhiều luôn nha mọi người. Nó tiêu thì quá trời trái luôn. Nhưng mà ít lắm, được tầm 30 nọc rồi mọi người chứ không nhiều ha. Trái thì đạt luôn hột to lắm. Đây nè. Nhiều lắm. Cái ổi này ăn cũng ngon kìa mọi người. Mời mọi người dùng với mình nha. Chua chua ngọt. Cái mé dưới này thì bít trái nó to hơn nha mọi người. Thì anh mình không ở trong này á, không bỏ phân, không chăm. Trái này giờ hiện tại căng lên mà là cũng tầm gần chục ký rồi đó mọi người. Đó, dễ thương không nằm dưới đất luôn.
Đây có mấy cá con à. Kì. Cái này nữa nè. Một bầy luôn nè mọi người, dễ thương chưa. Cái này là mẹ của nó nè. Đó, yên bình nhất ở trong rẫy nè mọi người ha. Dễ thương quá. Lá lốt nè. Cả chú ý dừa. Review cho mọi người xem đủ thứ luôn, ăn vô đây là không có thiếu gì. Hầu như là tới 5-6 loại chục cây để mình ăn sử dụng được luôn mọi người. Ở đây có bác Hai cũng lên thăm mẹ mình ở dưới miền Tây. Chào khán giả đi bác Hai. Đây bác Hai mình nha mọi người. Thôi mình chở sẵn chuyến vô, chở gì Sáu với bác Hai mình vô trong rẫy để thăm luôn mọi người. Sau đây có cái suối à, là vì mình rửa rái đồ tay chân rồi cũng tiện đó mọi người. Sau đây có mấy hạt tiêu là tốt luôn, bông thì là bông ngọt luôn, mình trồng hầu như là tùm lum tùm la hết. Đi một vòng quanh dạo cho mọi người xem. Trước mặt bên đây là cái chuồng bò cũ, chuồng bò cũ hồi đó mọi người. Công nuôi cái là nhìn nó hoang sơ hết. Trước mặt mình đây là nguyên một vườn chuối luôn. Chuối này thì họ chiên lấy lá thôi mọi người, chứ cũng không có sử dụng vầy nhiều. Khi mình cắt cái lá nó rồi thì cái vầy nó ra rất nhỏ, nhưng mà ăn cái trái nó thì hạt nó nhiều lắm mọi người. Đây cũng có cái chanh dây nhưng mà mùa này nó tàn, tàn ra đời nhắc nữa. Đây nguyên vườn chuối. Chuối bên này thì không phải là của nhà mình nha mọi người. Của ông anh ở gần. Cái ranh đây mà B40 này là đổ qua mé. Mấy đằng trước kia là của mình. Còn khu mé bên này là của ông anh đằng sau. Ở đây cũng có bùa ngót trồng khá nhiều luôn. Thỉnh thoảng hay hái nấu canh về nhà ăn mọi người. Mình có miếng rẫy cũng không to lắm, mình trồng đủ thứ để kẹt kẹt cái mình hái mình ăn luôn. Có qua rừng rồi tùm lum. Ở đây thì được cây dừa này nó cũng tốt. Mình nhìn cái đọt ở trên kia thì thấy có lá còn cùi cùi, không biết nó có ổn hay không. Mít thì đa số là nhiều lắm mọi người. Nằm trên nóc tôn luôn. Đó. Mấy em kia quấn cưng. Nóc. Mình thích nhất em này là mọi người. Em trong bông à. Dễ thương. Cưng. Bầy cuốn ba trời đó. Mình chọn cái vị trí này là khá là đẹp bắt mẻ luôn ha. Đó. À, ở đây là dì Sáu Bình ha. Đó, chào khán giả là dì Sáu. Chào đây là dì Hai. Hôm nay thì cho dì Sáu Bình với bác Hai mình lên hình luôn nha mọi người. Đó. Đó, vô tới đẩy luôn. Có đẩy nương luôn đầy đủ. Đó, đứng là gọi là nàng tiên mà cầm cái mít. Đó mọi người thấy không đó. Đẩy là miền Đông nó không có bằng Bình Thuận. Này là quảng cáo sản phẩm á. Biết bây giờ mình quay YouTube biết mình thành phóng viên luôn á mọi người. Đó. Rồi cảm ơn bác với dì Sáu nha. Rồi. Cảm ơn nhiều. Mình trồng tùm lum mọi người, đây nè. Ngò gai đồ nó lên bụi tùm lum. Lên nhiều mình xịt thuốc bỏ hết rồi mọi người. Ngò gai quá trời.
trước mặt mình là cái sân nhà cũ rồi đó. Cái video mà mình làm gà cho mọi người xem bữa đó, cũng cái nền này nè mà ban đêm mọi người. Ở đây là cũng bùn ngót không, cái bông điên điển nè mọi người, hấp dụng luôn ha. Cái lá nó nhỏ trên mình bông màu vàng đó mọi người, là cái bông điên điển đó. Thỉnh thoảng cũng hay bức tranh. Thì Sáu với Bác Hai mình đòi lên hình lại cái chỗ này mát mát nữa nè mọi người. Từ Trà Vinh mà lên đây, lên Bình Thuận là giờ là mình cho lên hình luôn ha. Miền Tây đồ, con cháu đồ tôi lên tới đây rồi nè. Đó. Cái xài nè. Xài Đài Loan á. Là của con cháu của chị Năm à. Cái xài này mấy bữa mà ra trái vô trái 1 kg 2,5 kg á. Con cháu Đài Loan đó. Đó, bữa nay con cháu y cũng quay cho tụi tôi lên nè. Cho anh em dưới miền Tây đồ thấy. Đó, bà con mình ở dưới miền Tây đó nghe, biết Sáu Hồng, Sáu Sẻn đó. Đó, Bác Hai Hoàng mình đó là mọi người vào đăng ký kênh là mình coi video này nha. Rồi, chúc sức khỏe mọi người. Xịt thuốc bữa hư cũ rồi, xịt 2 lần hả? Cái này là cái chuồng heo ngày xưa nè mọi người. Mình nói ngày xưa thì có không xưa lắm rồi, cũng mấy mấy năm mà. Giờ không nuôi nữa, bỏ hoang sơ rồi. Đó. Nhất gì mình bác mình rồi đi vòng vòng tham quan cái miếng đất nhỏ của mình thôi mà thập cẩm luôn mọi người. Đó. Đó. Cái này là chuồng heo, chuồng bò nó cũng có heo rừng á, heo rừng lai đó nha. Mà giờ không có heo mà có hai bà bác đứng. Có hai bà. Đó, đó heo có. Đây nè. Lại lên không chị Năm Thành Hòa Sơn rồi đó ha. Đây là Hồng Sơn ở Thành Hòa Sơn. Hồng Thẹn đó mọi người. Đây là chị Hai, vợ ông ba nội. Rồi đó. Rồi là chị Hai. Bye bye. Giả cái đi. Ông này là YouTuber quen nông dân làm vlog. Đây, đây cháu tôi nè. Mọi người xem video và đăng ký kênh ủng hộ nha. Tỷ nè. Đó. Tỷ đó. Chào mọi người ha. Đây. Đây. Đợi giờ đổi đây đây cháu nè. Chủ của kênh quay nãy giờ mà không gặp mặt nè. Chào mọi người. Đây cháu. Đây, đây là cháu bác Hai mình. Cái này là cháu này Đêm. Gì sao mình? Đã không? Đã luôn. Uống mà đắp tinh thần giải nhiệt cuộc sống. Cho nó mát con tim lại á mọi người. Đó, cậu bảy mà có coi cái video này thì cậu bảy cho con 1 like luôn nha, đó mát con tim luôn ha. Mình cũng không có vô đẩy lâu rồi, mình vô mình review vòng vòng chứ cũng không có cái chủ đề gì làm video cho mọi người xem. Giờ mình đang cố gắng để làm ra những cái video chất lượng hơn và hay hơn cho mọi người xem. Mọi người xem video thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình bằng cách là ấn cho mình 1 like và ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người nha.